Good afternoon, teacher. Yeah, good afternoon. How do you feel today? I'm fine. How are you today? I am great. Okay. What? Can we talk about something you've done this morning? What did you do this morning? What did you do this morning? I went to school. I went to school, okay. Hôm nay lại nhớ chia thì của cô đúng không? Hôm trước học là cái gì nhớ không nhỉ? What do you remember? Do you remember? Do you have homework? Do you have homework? Okay. So what's your homework? Did you send your homework to me? You finished? Not yet. Làm xong 5 câu của cô chưa? Yeah. Ô, làm xong rồi. Nhưng mà cô chưa thấy gửi nhỉ? Cô gửi em á. À, à, cô gửi. À, em gửi rồi. Rồi, để cô bật lại xem nào. Tại vì nhiều tin nhắn quá nó trôi. Ok. Rồi. À, đây cô thả tim rồi mà nhỉ. Ok. Let's see. Okay. Yeah. In the structure we have interested in plus verb. Okay. So listening to music, playing football, playing guitar, okay. She started in painting. Ah. Okay, correct. All your answers are correct. Yeah. Lần trước còn bị nhầm chủ vị, bây giờ thì đỡ hơn rồi đúng không? Okay. Now, so about structure, to be interested in doing something, do you have any question? Any question for the structure? Any question? No question. No. Hiểu hết rồi, cô cấu trúc này của cô hiểu hết rồi đúng không? Okay. And homework, I'm sorry, and new work. Hôm trước từ mới nhớ nhất từ nào nhỉ? Có từ mới không? Có. Từ gì nhớ nhất? Famous. What? Famous. Okay, famous. Thế hiện tại trên lớp là học ngữ pháp đến phần nào rồi hả? Vừa hôm trước cô nhắc phải xem xong vừa lại quên rồi. Ok, thôi mở tiếng Anh cô xem nào. Mở vào tiếng Anh cho xem là học đến ngữ pháp nào mình còn xem. Đến mạo từ. À ok, chuyên đề mạo từ. Rồi. Rồi. Còn gì nữa không? Bài còn gì nữa không?
Peggy của mọi người. Con về gì nữa? Hết rồi. Hết rồi à? Ok, rồi. Hôm sau chúng ta sẽ sắn tay dính dáng một chút về mạng từ. Bây giờ mình tiếp tục nào. Ok, nào. What is the date today? Today is on Wednesday. Ok, Wednesday. Take note the date. Please. Ok. Today is on Wednesday. It is on Wednesday. October. Được chưa nhỉ? Rồi, ok. Nào bây giờ nhìn vào cái phần này, chúng ta đã có cấu trúc về thích làm gì đấy, thể hiện một cái sở thích. Trong bài này chúng ta sẽ phải điền vào ô trống. Bây giờ điền vào ô trống thì người ta hỏi ý kiến cá nhân của mình thôi. Thế nên là mình làm như nào cũng được. Được chưa? Thế câu 1. Câu ra hỏi Hà là What are you interested in? Hà sẽ nói. Number 1. What are you interested in? I'm very interested in listen to music or listening to music? Listening to music. Yeah, listening to music. Okay. Okay, number 2. What is the meaning of boring? Boring. Buồn chán, để ở nhà, không thú vị. Là trái nghĩa với interested, đúng không? Trái nghĩa với interested. Mình sẽ nghĩ cái gì nó buồn chán? I think. What about rock and roll or something like go into the art gallery? This boring or not? It is up to you. Bạn chọn cái nào cũng được, kể cả là I think playing the guitar. Cái gì? Chọn gì? Rock and roll. The rock and roll is very boring. Is okay. Number 3. Any new word? What is the meaning of spare time? Thời gian dài. What I like to do most? Bạn làm gì vào thời gian rảnh? Đấy, bạn thích làm gì nhất vào thời gian rảnh? Tôi thích ngủ nhất vào thời gian rảnh. À, xem. Lần trước có hỏi là thích ngủ làm gì? Em thích ngủ. Ok. Thế bây giờ trong đây thì thích làm gì? Hay là đi donate money? À, vẫn không biết thích cái gì nhất. À, nhưng mà đây là thích từ thời gian rảnh nhé.
Ok, để không lấy trong hộp này, lấy ngoài đã. Lấy ngoài xem thích cái gì nhất, làm gì nhất. Đừng bảo với cô sleeping là được. Chơi. Ừ, đi chơi. Going out with my friends. Đúng không? Hang out, đúng rồi. Đó, từ chất lượng thế mà không nói với cô, đúng không? Hang out. Đúng không? Now, spell for me. How do you spell hang? H. Kiểu như là một thử thách. Chị sợ không nhớ câu hỏi. Hang out with friends. Được chưa? Ừ. Chỗ này mình sẽ là hang in. Hang in out with friends. Next, number four. What do you often do in your spare time? Pop music. Listen to music, đọc cả câu. Pop music nhưng đọc cả câu. In my spare time, I often pop music. Often là dạng từ. Often listen to pop music. Listen to. Listen to. Thế mình có in my spare time I often listen to pop music. Listen to pop music. Okay. Number five. I never. What is the meaning of never? Không bao giờ. Không bao giờ. Các đồng nghĩ. Ok, không bao giờ làm gì. Không làm gì. Vì từ trong bạn. Nhưng hãy nhớ là never cũng giống như often này. Never và often là các trạng từ chỉ tần suất hoạt động. Thế nên sau đó là động từ như nào đây? Động từ như nào đây? Nguyên thể. I never see. Acting là gì? Hả? Acting là gì? Acting là diễn. I never chỉ là act. Rồi lấy cho cô một cái cụm hang đi. Nói cho cô biết là khi thời gian có thời gian rảnh rỗi thì không bao giờ làm gì. Theo mà. Study. Có thời gian rảnh rỗi thì không bao giờ học. Hợp lý. Có thời gian rảnh rỗi không bao giờ học. Nhưng thường nghe nhạc bốc. It's hard. Đúng không? Rồi. Ok. Cái đấy có thể là làm phật ý của vài cô giáo. Nhưng mà cô thấy rất hợp lý. I never study. Even if I have time. Thì cái câu vế đằng sau even if I have time nghĩa là gì? À, đưa cho cô cái đoạn đấy. Sao giống phải dịch là gì? Even if, thậm chí nếu như mà tôi có gì, thời gian, tôi cũng không bao giờ học.
đúng không? Ok, thậm chí tôi có thời gian tôi cũng không bao giờ lau nhà cho mẹ, ví dụ như thế. I never clean house. Được chưa? Ok. Rồi, kể thêm một cái không bao giờ làm phải trong thời gian rảnh rỗi ngoài việc học cho cô thôi ạ. What else? Vẫn lại nghĩ à? Ok. Không làm gì. Nếu mà thời gian rảnh rỗi cũng không làm. Ok, bí ý tưởng có gì. Ok, tạm thời hãy để cho cô. Ok, nice. This is very hard, so I don't want you to do this. Very hard. Chúng ta phải có hiểu biết đúng không? Ok. Do you know the song named My Heart Will Go On? One of the most song in the film Titanic, My Heart Will Go On. Bài hát rất nổi tiếng trong cái bộ phim Titanic. Hà thì chắc chắn Hà không bao giờ biết đến Liverpool, nước Anh, đúng không? Đúng không nhỉ? Nhóm nhạc The Beatles. Gangnam Style thì chắc là biết. Yeah, heritage có nghĩa là di sản văn hóa thế giới đấy. Đây là quan họ Bắc Ninh. Ok. Còn đâu những cái này thì chắc chắn Hà không biết rồi. Bài này khá là khó luôn. Ok, next. Read and answer the questions. Do you want to read and answer? Do you want to do this exercise? Do you want? Cũng không biết. Do you want? No. No, yes. Do you want? Ok, đầu tiên hãy đọc cho cô. Cái bài này thì phải đọc mới trả lời được. Rồi, bài này cũng khó bỏ qua. Cái bài này thì sao? Múa rối nước này. Water puppetry này. Khó thế nhở? Hà có thấy khó không? Lại đọc và trả lời câu hỏi. Bài nào cũng phải đọc rất nhiều từ vựng. Thế mà không học từ vựng thì thôi rồi, không học được. Đúng không? Ok, câu hỏi rất đầy. Ở đây hết rồi. Ok, bây giờ là một bài nhẹ nhàng. Phong cách của Hà là nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Nào. Ok, can you read the requirement? Master tips of music in a reason to describe right. Okay. Now, match the types of music. The types có nghĩa là những cái thể loại. Ghi cho cô nhé. Type, thể loại. Type, thể loại. Do you like music? Do you love music? Do you like singing? Do you like singing? Yes. Yes, okay. Vậy cô có một cách, Hà hãy học hát tiếng Anh như nhá. Nhá. Yeah. Em hát tiếng Anh, cô sẽ gửi. No, cô sẽ gửi. Từ bây giờ Hà sẽ có hai nhiệm vụ chính trong lớp. Một là học hát tiếng Anh. Hai là làm bài tập ngữ pháp. Và ba là học từ vựng. Đúng chủ đề Hà yêu thích. Một bạn như Hà cũng học thế. Ủa, không thích chỉ không thể nào vào đầu được.
ở trên lớp rất nhiều bài khó và khô khan không học được, giờ chỉ hát thôi. Ý của cô là không phải trên lớp trình diễn performance mà làm về nhà học hát, sau đó có thể là phải nhớ từ vựng ở đấy, cô hỏi một cái là biết đến ngay kiểu như thế, hiểu chưa nhỉ? Đấy, dễ dàng cơm lành canh ngọt thế gì. Nào tiếp thể loại ghi cho cô đã. Type. Rồi. Ok. Tiếp làm gì mà? Oh my god. Nào. Pop music. Ok. Now look at column B. Any new word? New word. Underline new word if you have. Emotional. Okay, emotional is mean đầy cảm xúc. This song is so emotional. Rất là nhiều cảm xúc trong tôi của bài hát đấy, đúng không? Emotional, tính từ cảm xúc. Nào, cảm xúc. Có cảm xúc thì phải nhớ nha. Thế người ta hỏi con là, hỏi Hà là what's your emotional song? Bài hát nào kiểu bạn có cảm xúc nhất á? No answer. Rồi Hà ghi đi đã. Emotional. Cảm xúc. Em không biết á. Rồi, nào. Emotional. Repeat after me. Emotional. Emotional. Okay. Number one. Letter B. B. À, đúng là từ này chúng ta nói khi hỏi ai đó ở đâu, where do you live, where do you live, bạn sống ở đâu, nhưng từ này nó là tính từ, chúng ta sẽ đọc là lively, lively, sống động. Rồi, sống động, màn biểu diễn rất là sống động của các soái ca đến từ BTS, đúng không? Được chưa? Ôi, fan BTS đúng không? Em đừng ngủ BTS làm sao mà cô sẽ biết sống động. Do you like BTS? Yes. Yes, ok. Hạt nào khuôn mặt rất là lively, rất là sống động and emotional. Ghi cho cô sống động. Nhớ là những từ liên quan, những cái mà Hà thích thì phải nhớ đấy. Ok. So yes. Now, okay, so repeat after me, lively. Lively. Okay, can you make a sentence with lively? Make one sentence. Yeah, give me one example. One example of lively. Picture. Ah, good job. Picture. Okay. Make a full sentence. Picture. Nói cả câu, trời ơi. Ừ, bây giờ Hà đặt cho cô một câu. Đúng là bức tranh sống động. Thì nói cái bức tranh sống động đấy bằng tiếng Anh như nào? Picture so lively. Ah, so gì? What? So gì? Lively. Lively. Oh, đúng rồi, lại phát âm sai. Pictures are so lively. Đúng rồi, chính xác. Exciting. Exciting. What is the meaning of exciting? I am excited. Exciting is mean. Nó cũng giống như interesting nhé. Tí. It's mean. Thích cái gì? Đúng rồi, thích cái gì? Nhưng thích cái gì?
mình dịch cho nghĩa khác là gần giống nó như thế là gì nào? Thích làm gì? Thú vị. Ừ, thú vị. Rồi. Exciting bằng interesting, thú vị. Hay ho đúng không? Cuốn sách này rất là hay ho. Bộ phim này rất chi là thú vị. Vì thế tôi rất là emotional. Bởi vì the story is very lively. Đúng không? Ok. Thú vị. Nào, Hà đọc nào. Exciting. Exciting. Interesting. Interesting. Lively. Lively. Ok, make another sentence with lively. Make a sentence with lively again. Một câu khác nào. Cả hai từ câu e. Oh, sống động thôi. Làm cho cô một câu sống động. This. À, mình có gì? Dạ, âm nhạc là gì hỏi cô? Âm nhạc là gì lại hỏi cô? Trời ơi, vừa lấy nói như thật. Âm nhạc là gì nhỉ? Music. 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 Thì sống động. Music. So lively. Yes, that's it. Music is so lively. Và chúng ta phải nói là màn biểu diễn. Thế lần trước học cái phần màn biểu diễn rồi đúng không? Chúng ta có những ví dụ như là bức tranh sống động vì nó nhiều màu sắc. Màn biểu diễn sống động vì nó được có nhiều âm thanh kết hợp lại. Đúng chưa? À, thế màn biểu diễn lần trước chúng ta có từ đấy chưa nhỉ? Cô nghĩ là có rồi. Màn biểu diễn đâu? Đi tìm. Không có. Không có à? Không có thôi vậy. Rồi, giờ cô cho từ đấy nhá. À mà thôi, học một từ thôi. Nhớ picture lali được. Thế còn thú vị nào. Exciting or interesting. Thú vị. What? Thú vị. Ừ. The movie is interesting. Ah, interesting. Chúng ta có thể thay interesting bằng gì? Exciting. Exciting. Okay. Next, what about quick? Nhanh. Nhanh. Okay. Bây giờ nói là bạn là một học sinh rất là nhanh nhẹo, rất là nhanh nhẹn đi. Mình nói như nào? You. Bạn là một học sinh rất là nhẹ. Bạn là một học sinh nhanh nhẹn đi. You gì nhỉ? I am a student. I am a teacher. You are a student. So you have to be with R. You are. Một học sinh nhanh nhẹn. Student quick. Student quick. Student. You are quick student. But we have the article, mạo từ, ơ. Tại sao cô lại thêm ơ đấy? Mấy học sinh? Một. Đúng rồi, cô bảo là bạn là một học sinh. Người ta chỉ số lượng rồi. Mình phải có là ơ nữa, đúng không? Bạn là một người đầu bếp nhanh nhẹn.
Với công điện nhớ không? No. Nấu ăn nhớ không? Ừ, cúc, đúng rồi, trời ơi. Cúc, nấu ăn. Đây là động từ, nó nấu ăn. Thế sang danh từ nó nghĩa là gì? Là thằng đầu bếp. Được chưa? Là thằng đầu bếp. Rồi. Nhớ nhá, Cúc là người đầu bếp. Được chưa? Bây giờ đặt nào. Một người đầu bếp nhanh nhẹn. Bạn là một người đầu bếp nhanh nhẹn. Nói nào nhỉ? You you à. Okay. Oh. Đầu bếp nghe nhẹ. Wait đi. Ôi ơi, đầu bếp cô vừa bảo cúc xong nhanh nhẹn có quýt kia rồi thôi. You Là nấu are. ăn. Ôi chán hả lắm. You are gì, ô quýt gì. Đầu bếp ở trên kìa. Của là gì? Không, cô không nghe thấy luôn. Cúc, đúng rồi. Ok. Đơn giản chưa? Bạn là một ca sĩ nổi tiếng. Hôm trước học từ famous rồi. Bây giờ hãy viết cho cô. Bạn là một ca sĩ nổi tiếng nói như nào? Tính từ trước, danh từ sau. Famous singer. Chính xác. Good job. Famous singer. Easy? Is this easy? Dễ không nhỉ? Easy Yes. chưa? Yes. Okay. Next. Now, we have sad. Đã có happy rồi thì phải có sad. Vừa nãy là emotional, cảm xúc. Bây giờ melodic. Giai điệu khó quên. Melodic. Để cho bài hát nào đi với giai điệu khó quên. Ồ, bài hát thất tình đúng không? Right. Rồi, thế thì những cái bài hát như thế thì nó thường là sad and melodic. Khó quên và thường là buồn. Đúng chưa? Ghi cho cô melodic, giai điệu khó quên. Melodic, giai điệu khó quên. Thằng này là tính từ của thằng danh từ melody, giai điệu khó quên. Nhạc buồn bao giờ cũng khó quên hơn so với nhạc sôi động. Chưa? Ok. Hà hãy nói nào. Bài hát nào theo Hà là melodic và sad? Song? Tâm trạng. Bài hát tâm trạng, chính xác. Bài hát sad, tâm trạng sad. Which lại còn những cái bài hát này còn du dương dễ ngủ đúng không? Du dương làm cho dễ buồn ngủ đúng không? Nghe xong phát buồn ngủ luôn đúng không? Thêm một ý nữa, nó là du dương. Du dương này có nghĩa là làm cho người ta buồn ngủ. Bài nào thấy buồn ngủ ấy thì cái bài đấy rất tâm trạng. Đấy, Hà đang tình trạng đấy đấy.
Sao tiếp theo Hà, Hà không có bài hát nào hả? Ủa, mà không nhớ giỏi lắm. Trời ơi. Ủa, có nhưng không nhớ nhiều lắm. Rồi ok. Thì bây giờ nói cho cô một câu là tôi thích nghe nhạc du dương. Mình sẽ nói như nào? À, tôi thích nghe những bài hát du dương. Hôm trước chúng ta có cấu trúc về cái thể hiện sở thích I am interested in listening to music. Và bây giờ chúng ta có từ du dương. Và từ sad. Tôi thích nghe nhạc. Tôi thích nghe những bài hát du dương. Mình đặt câu như nào? Đầu tiên nào, tôi thích nào. Ai? I I like, thay vì I like thì hãy nói ai gì, hôm qua cô dạy cấu trúc gì? am interesting. In gì? Interested in. Interesting. Gì nữa? Sau in này có thể là một danh từ, cũng có thể là verb in. Listening. Listening. Tú. Usa. Tú sát. Sát gì? Những bài hát buồn. Sát gì? Sát gì? Bài hát. Sad songs, right? Song, được chưa? Rồi. Nào, tiếp. Tôi thích nghe những bài hát có âm điệu du dương. Kê trên là buồn rồi, bây giờ du dương là. Du dương là melody, cô vừa ghi xong. Nghe giai điệu khó quên. Nó có hai nghĩa, một là giai điệu khó quên, hai là du dương. Trời ơi, ghi cả hai nghĩa nhỉ, một là nghĩa du dương, hai là giai điệu khó quên. Du dương đương nhiên là khó quên rồi. I am. I am interested in listening to Songs, ok. Easy. Đó. Đơn giản chưa à? Cấu trúc nó chỉ thế thôi. Từ vựng nó thế này. Về nhà chúng ta đặt câu, chúng ta luyện tập thì nó sẽ nhớ nhanh thôi mà. Mà lại còn những thứ con thích nữa. Tại sao không không để nhớ nhỉ? Rất dễ để nhớ luôn. Những gì thế gì mình thích là mình sẽ nhớ nhanh lắm. Next. Ok. Popular. Next. Trời ơi, cô phải cho mấy Hà luôn á. Popular nào, cái gì nghĩa là chi? Phở is so popular, phở is so famous. Popular là nghĩa là gì? Tiếng. Nổi tiếng. Nghĩa khác chính xác nó cũng có nghĩa là nổi tiếng này, và nó cũng nghĩa là phổ biến nữa, đúng không? Phổ biến nổi tiếng gì nữa? Present. Present này có nghĩa là vui lòng, hài lòng. Đi cho cô. Popular, phổ biến. Popular star, hài lòng.
Rồi. Okay. Present này dễ chịu. Bạn là một người rất dễ chịu và tôi muốn làm quen với bạn. Tôi muốn làm bạn thân của bạn. I want to be your close friend because you are a very pleasant person. Bạn rất là dễ chịu, rất là dễ thương. Nói gì cũng được. Bảo yes là yes, nói no là phải no. Đúng không? Thế là nó còn giống như là hơi dễ tính, nhưng mà không hẳn là dễ tính, mà dễ thương, dễ chịu. Hà có một người bạn nào như vậy không? Any friend? Yes. Yes, okay. Hà còn về popular nè. Popular mình có cái gì à? Nhớ xem là Hà đoán xem là chúng ta có popular về cái gì nè. Bài hát được nhiều người biết tới. Đấy. Cho nên là có chắc đây là Yêu của Sơn Tùng MTP, là một bài hát rất là phổ biến, đúng không? Yeah, famous song, đấy, phổ biến hoặc là nổi tiếng. Rồi thì chúng ta có thể sử dụng là song. Ngoài song ra còn có gì nữa? Cái gì nổi tiếng nữa? Cái gì phổ biến? Món ăn, good job, food. Được chưa? Điển hình của Việt Nam là món gì? Phở đó. Right? Noodle, phở. Okay, something else. Bánh chưng. Also famous, also popular. What else? Còn gì nữa? Áo dài. Is this? Áo dài. Áo dài này. Bánh chưng này. Ôi trời ơi. Đi nữa. Gì nữa hả? Hả? Cái gì nữa? Toàn thức ăn này ngon thế gì? Phở nhỉ? Phở. Ok. Gì nữa? Con họ. Cái gì nữa? Con họ. Con họ. À ok. Nó là French song. Hoặc là traditional song đi. Và mình có thể nói là French song. Tức là quan họ. Những bài hát tên là quan họ. French songs. Đấy, dân ca quan họ nhá. Lại thêm một từ mới nữa. Vậy thì về nhà có tất cả những từ này rồi. Về nhà hãy đặt câu của nó. À, các bài hát quan họ. Cái này ghi nhá. Các bài hát quan họ. Quan trọng là phải lấy ví dụ thì mới nhớ được. Chứ mà học của cô như này mà không lấy ví dụ là khó nhớ lắm. Ví dụ. Ừ, đặt câu ấy. Nào bây giờ nhá. Có từ chữ A đến chữ E. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 từ 9 câu. 9 từ mới 9 câu. Các đặc sản specialized all cho hết ra đều. Em biết có mỗi 8. Thế ạ? À? À ừ, bỏ từ Âu đi nhỉ. Từ Âu này biết rồi. Nhưng mà vẫn phải đặt 9 từ nhá. 9 từ 9 câu, đặt 9 câu với cô. Cô chụp ảnh cô gửi. Yes, I will take photo and send it to you. Ok. Rồi trong bài này có hỏi cô gì? Dạ, hôm sau chúng ta bài tập là về nhà. Ừ, cô sẽ ghi ở trong phần Zalo. Hôm sau chúng ta sẽ học về mạo từ, nhớ lên nhắc cô nha. Không nhiều cô quên đấy nha. Hôm nay thích nhất từ nào? Nào. Có tin mất cảm xúc. À, emotional. Ok. Vậy là xong bài hôm nay.
Về nhà nhớ học thuộc từ vựng cho cô nhá. Yes. Sao dạo này toàn thấy kiểu mỏi mệt. Có vấn đề gì không? Về tâm lý. Vấn đề tâm lý. Học nhiều quá. Ừ, học nhiều quá. Thế chắc là mỗi trước khi học cô, trước một tiếng học cô hãy uống cà phê nhá, cho nó căng não. Não gọi là tăng kích cỡ. Được chưa nhỉ? Ok. Rồi, so thank you and see you next time. Bye bye. Bye bye.